Nhạc lạ luôn. Nhảy vô coi nha. Chật á. Chật lắm á, chật là hạt hay đó. Nè, chúng ta phải bắt đầu nhìn, phải nhìn sâu vào vấn đề. Anh này không phải là người làm công việc chăn nuôi ngựa. Số 7 anh này. Hồi nãy cái khẩu hình hồi nãy là một cái khẩu hình banh nóc. Hát dở. Đức nghĩ là bạn này hát hay. Anh không nghĩ là hát hay. Dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng, cần làm môi